Em làm nhà anh, em làm nhà tôi, em không có nhà lúc trước. Vợ chồng em sống với nhau có con, rồi sau này em ra riêng á, xong em vay tiền nhà nước làm nhà tôi ở. Em nghĩ thà mình ở riêng có cái nhà che nắng che mưa, em ước mơ vậy thôi. Mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đôi Chân Lang Thang. Lời đầu tiên, Đôi Chân Lang Thang xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến cả nhà mình. Cả nhà, hiện tại Đôi Chân Lang Thang đang có mặt tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cả nhà. Hôm nay Đôi Chân Lang Thang thay mặt cho cô chú An Nguyễn ở Mỹ đến đây giúp đỡ cho hoàn cảnh của ba mẹ con, cô gái người đàn bà rất lay nha cả nhà. Thì trước tiên á, Trương Lê Thang xin gửi lời cảm ơn đến cô chú An Nguyễn ở Mỹ rất là nhiều. Con chúc cho cô chú và gia đình có thật là nhiều sức khỏe. Hôm nay con đến đây để giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của ba mẹ con em gái người đàn bà rất lay. Thì được gieo duyên bên kênh của em gà lang thang. Thì chú có xem thì chú nhờ Đức Trương Lê Thang lên trên đây hỗ trợ giúp đỡ. Thì cuộc sống của em như thế nào thì Đức Trương Lê Thang cũng chưa có nắm bắt à nhà. Bây giờ mời cả nhà mình và cô chú An Nguyễn vào trong nhà em để mình tìm hiểu, đặng mình giúp đỡ cho em nha cả nhà. Thì theo được biết là cái ngôi nhà này là ngôi nhà của gia đình em là cả nhà mình, một cái ngôi nhà bằng tôn, là ngôi nhà tiền chế. Thì khi mà em gà lang thang gặp được cái hoàn cảnh của gia đình em thì ở trên núi cả nhà, thì bà con người đồng bào rất lay, họ là có nhà ở dưới làng nhưng mà cuộc sống của họ ở dưới làng thì không có công việc làm ổn định, nên là họ sống nhờ vào rừng núi. Tại vì bà con người bà rất lay ngày xưa giờ là họ sống ở rừng núi là quen rồi, họ kiếm cuộc sống mưu sinh là nhờ vào những cái phân bò và công việc là đi chặt củi và làm rẫy. Là tháng này tháng mưa cả nhà, vào tháng mưa thì cuộc sống của bà con ở nơi đây thì cũng rất là vất vả, thì có người giàu có người khá giả, cũng có người trung bình và cũng có người khổ. Rồi, anh chào em gái nha. Rồi, hôm nay anh thay mặt cho Mạnh Thường Quân có tên là cô chú An Nguyễn ở Mỹ đến đây để tìm hiểu về cái hoàn cảnh của em ha. Thì anh là anh ruột của gà lang thang. Thì trước kia là cách đây cũng gần tháng ha, tháng tháng rưỡi vậy đó ha, là gà có gieo duyên hoàn cảnh của em ha. Thì được cô chú An Nguyễn ở Mỹ xem được, thì cô chú có liên hệ với em gà, nhưng mà em gà bận quá thì không có liên hệ với em gà được, nên là cô chú là liên hệ với Đức Trương Lang Thang. Đức Trương Thang thay mặt cho cô chú và thay mặt cho em gà lang thang và đến đây để tìm hiểu về cái hoàn cảnh của em. Trước tiên thì em cho anh biết tên đi. Dạ, em tên Tâm, Mang Thị Tâm. Mang Thị Tâm. Dạ. Năm nay em được bao nhiêu tuổi rồi? Em 30. 30 tuổi. Chồng của em đâu? Chồng em đi làm xa. Đi làm xa. Dạ. Làm ở đâu em nhỉ? Làm ở Bình Dương. Làm ở Bình Dương. À, chồng đi làm công ty hay là đi làm công việc gì? Đi làm phụ hồ á, Đi bưng phụ. bê á, kiểu bưng gạch, bưng xi măng á. À, chồng đi làm lâu chưa? Còn em làm được 3 tháng á, 3 4 tháng đây Ba bốn tháng này rồi. á. Rồi có liên lạc về nhà không? Cũng có. Có gửi tiền về nuôi con Lâu lâu thì ông cũng có gửi. không? À, gửi nhiều không? Tháng Gửi gửi bao nhiêu tiền? 2 triệu. Tháng 2 triệu. Rồi một tháng trong cái số tiền 2 triệu đó mình trang trải con cái rồi sinh hoạt gia đình là đủ không? Có lúc tháng mà ví dụ mà con không bệnh đó thì cũng đủ, có lúc thì không 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 con mà bệnh đó thì cũng không đủ, tại vì tiền thuốc tiền men rồi em cũng bệnh trong người nữa, xong rồi mình trả tiền, mình vay ngân hàng á, trả tiền lãi rồi tiền nước rồi tiền điện rồi tiền xăng rồi tiền con ăn uống rồi cũng không đủ, rồi chi phí ra là ví dụ tháng đó là nó hụt xuống. Ừ. Công việc của em là thường ngày em đi làm công việc gì? Em thì ở trên rẫy à, có thỉnh thoảng lâu lâu thôi xuống dưới làng.
Hồi trước thì em làm công việc hôm bữa thì mới mù điều á, em lụm điều. Còn bây giờ hết hết mù điều rồi. Bây giờ em xuống làng em ở. Còn có lúc thì ở trên trại thì em lụm phân bò á. Như là mình đi nhặt con bò một ngày là em nhặt được bao nhiêu tiền? Một ngày được 3 bao, một bao là 20.000, 3 bao đó là 60.000. Thì anh có muốn tìm hiểu về cái hoàn cảnh gia đình em thêm một chút xíu nữa để cho ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân đồng cảm với hoàn cảnh của em. Theo anh biết là em có ba người con đúng không? Dạ. Người con đầu của em là bao nhiêu tuổi? Đào 9 tuổi. Học Đứa đứa này 9 tuổi. dạ. Đứa này bao nhiêu tuổi? Đứa này 5 tuổi. À, rồi đứa đứa trên kia nữa hả? Đứa trên kia 3 tuổi. À, rồi ba đứa con của em là đi học hết ha, cho đi học hết. Hai đứa sau thì chưa, nhưng mà đứa này thì học. Đi học. Đứa này học lớp 3, sang năm và vô lớp 4. Thì cuộc sống gia đình thì chồng đi làm xa thì một tháng gửi tiền về 2 triệu. Đối với bà con người đồng bào Đắk Lây thì 2 triệu số tiền cũng lớn. Thì mình cũng cố gắng trang trải cuộc sống thì cũng được ha. Dạ. Chỉ sợ là ốm đau bệnh tật con cái thôi. Dạ. Rồi em ở đây thì phụ chồng đi lên rẫy làm kiếm thêm. Kiếm thêm thì con cái thì còn nhỏ, cũng gặp khó khăn ha. Thì cả nhà mình hôm nay á, là đáng lẽ ra là đôi chân lang thang đi lên trên núi để gặp cái hoàn cảnh của em. Nhưng mà đôi chân lang thang là nhờ em gà lang thang là xin số điện thoại của cái người mà dắt em gà lang thang đi á, đi lên trên núi á. Tại vì khi mà mình đi thăm bà con người đồng bào Đắk Lây miền núi thì mình không có biết đường đi, thì mình cũng nhờ dân địa phương á, ở đó họ quen đường họ dắt mình đi á, là hẹn em là hôm nay là xuống dưới đây trực tiếp gặp đôi chân lang thang để đặng đôi chân lang thang tìm hiểu thêm để cô chú An Nguyễn ở Mỹ hiểu thêm về cái hoàn cảnh của em gái. Thì khi mà cô chú An Nguyễn xem được cái clip hoàn cảnh của em mà gà lang thang chia sẻ lên trên kênh của em gà lang thang á, thì cô chú đồng cảm và cô chú nói là có duyên với hoàn cảnh của em, cô chú là muốn giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của em. Thì em hiện tại là đang nợ ngân hàng, em nợ ngân hàng bao nhiêu tiền? Em nợ ngân hàng 30 triệu. 30 triệu. Mình vay 30 triệu đó mình làm về mục đích gì em? Em làm nhà anh. Em làm nhà tôi. Em không có nhớ lúc trước. Vợ chồng em sống với nhau có con, rồi sau này em ra riêng á, xong em vay tiền nhà nước làm nhà tôn ở. Em nghĩ thà mình ở riêng có cái nhà che nắng che mưa, em ước mơ vậy thôi. Là cái ngôi nhà hiện tại là em đang ở là cái ngôi nhà mình vay tiền nhà nước mình làm. Yeah. Em vay được bao nhiêu năm rồi? Em vay được 3 năm mấy á. 3 năm mấy. Dạ. Mình vay bên ngân hàng nhà nước hay là ngân hàng tư nhân? Em vay bên ngân hàng nhà nước, bên hộ cận nghèo á anh. Lúc trước thì em đi xin cái ông trưởng thôn á, nói là chú xếp cho con hộ cận nghèo hay là hộ nghèo gì cũng được, để con có tiền con vay vốn con làm nhà riêng con ở. Lúc trước em á nói với cái người mà trưởng thôn á, rồi ông cho em là hộ cận nghèo, xong rồi em là để mà mình vay vốn á, mình lấy cái sổ cận cận nghèo á, rồi mình vay, rồi em mới có nhà nhà riêng, rồi em cất nhà tôn ở. Nghĩa là hai vợ chồng khi mà lấy nhau về là không có tài sản gì cả, Dạ. hai bên gia đình cũng không có Ông cho gì hết. thì lúc trước cũng mất cha mất mẹ lúc còn nhỏ. Ông thì cũng đâu có cha có mẹ đâu. Cũng có anh chị em thì vẫn còn, nhưng mà cha mẹ mất lúc còn nhỏ. Xong rồi ông thấy thương mình á. Ông lúc trước em nói là gia đình em khổ lắm. Rồi ông nói là ông cũng nghèo cũng khổ này, rồi chắc ông đồng cảm với mình á, rồi ông mới thương mình.
Hai chầu thương nhau rồi lấy nhau về là có cưới hỏi không? Em là người đồng bào Đắk Lắk là em đi cưới chồng đúng không? Em thì lúc trước thì em cũng nói với thật lòng với mấy anh luôn. Em con người em là em nói sự thật, em không có nói gian dối hay là nói xạo chị đạo. Em là người đồng bào Đắk Lắk nhưng mà em lại có chồng người bên người Cờ Ho anh. Phong tục bên người Cờ Ho là mình phải mua chồng á. Mua chồng. Mua chồng, mình phải mua chồng mình đi bằng tiền á. Nhưng mà em thì không có tiền, gia đình em thì cũng khổ, không có tiền mà đắng mà mua chồng. Mà phía bên bà chị á, cha mẹ thì mất rồi, nhưng mà phía bên bà chị bà nói là cha mẹ mất rồi là bà là đại diện á. Đại diện cha mẹ mình phải mua chồng, bà mới cho ưng, còn không có tiền là bà không có cho ưng. Lúc trước bà cũng xuống chửi rồi quýnh chồng em rồi kéo về rồi không cho lại em. Rồi chồng em cũng thương em rồi nói chị nói gì kệ anh thương em là được rồi. Rồi ông cũng xấu em tới bây giờ. Mà bà nói là có tiền bà mới cho lấy, còn không có tiền là bà không có cho lấy. Bởi vì phong tục bên họ là như vậy. Còn bên người đồng bào em thì không có. Bên người của họ. Nếu mà mua chồng là mình mua bao nhiêu tiền? Bà nói là 50 triệu. 50 triệu. Ừ. Bà nói lúc đó cũng bà chửi miết à. Chửi em á. Nói em dụ em của bà thế này thế kia rồi. Chửi em rồi. Hăm dọa rồi đánh rồi đập em rồi. Bà xích này kia luôn. Em sợ từng gì à. Thì nói em vậy là cái chuyện gia đình đó là vợ chồng anh cũng không có muốn là tìm hiểu sâu xa, anh chỉ hỏi sơ qua thôi, còn cái chuyện gia đình là cái chuyện riêng tư đó. Thì em chia sẻ làm sao thì anh và cô chú anh chị Mạnh Thường Quân và cô chú anh chị khán giả nghe vậy thôi đó. Thì đó là cái phong tục của người đồng bào Đắk Lắk cả nhà. Thì em gái chia sẻ thì cũng tiệt tình, thì mình cũng gần hỏi thử xem cái cuộc sống của em gặp khó khăn ở cái khúc nào để mình biết đường là mình giúp đỡ cả nhà. Vậy là hai vợ chồng lấy nhau về là không có cưới hỏi gì hết. Hai bên gia đình thì cũng khổ, không có tài sản gì. Là mình ước mơ là mình có một cái ngôi nhà riêng để hai vợ chồng mình ở riêng. Chứ ở chung trại thì cũng khó ha. Rồi đến thì thời điểm bây giờ là khổ quá thì chồng đi làm xa. Em thì đi rẫy rừng. Thì cả nhà mình, em là có ba người con. Thì mình cũng có con là mình cũng hiểu cả nhà. Nuôi một người con rất là khó khăn. Thì anh nói em như vậy, hôm nay em tới đây thì cũng muốn thay mặt cho Mạnh Thường Quân tìm hiểu về hoàn cảnh của em á. Thì cái sổ mà vay vốn của em á, em cho anh xin mượn nha. Anh coi sơ lược qua chút xíu. Để anh quay clip để cho Mạnh Thường Quân biết là Mạnh Thường Quân hiểu thêm và giúp đúng người, đúng hoàn cảnh ha. Rồi em đi lấy cái sổ cho anh mượn đi. Cả nhà mình đưa cho lên thang nhờ em lấy cái sổ vay vốn để mình tìm hiểu, mình vay lên cho cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, cô chú anh chị khán giả biết là em vay tiền để xây nhà thiệt. Đây là sổ vay vốn ngân hàng nha cả nhà. Sổ vay vốn ngân hàng. Cái này mình vay bên hội phụ nữ hả? Dạ. Em tên là Mang Thị Tâm, dân tộc Đắk Lắk, nữ, sinh năm 1994. Thì cả nhà cái chứng minh á thì tôi chưa lên thang đối chiếu nha cả nhà. Này cái này căn cước rồi, chuyên thang xin phép là không có chia sẻ lên nha. Cái này là quyền riêng tư cá nhân, là không có chia sẻ lên. Chỉ chia sẻ được cái hình ảnh cái này thôi cả nhà. Tháng 3 năm 2021, 30 triệu. Một tháng vậy em đóng lại bao nhiêu tiền? Em đóng lại 300 ngàn. 300 ngàn một tháng. Số tiền trả gốc đóng được bao nhiêu lần rồi? Ba mấy tháng rồi? 6 tháng rồi hả? Em đóng
tiền lãi không á, chắc cỡ 3 năm mấy thế. 3 năm mấy? Ừ. 3 năm mấy, bây giờ trừ 3 năm mấy là mình còn lại bao nhiêu tiền? Cũng không biết nữa. Một tháng đóng bao nhiêu tiền? Một tháng là em đóng tiền tiết kiệm á là 100 ngàn, còn tiền tiền lãi á là 200 ngàn. Là cứ mỗi tháng là em đóng ra là 300 ngàn. Mình có đóng gốc luôn không? Hay là mình đóng lãi thôi? Không có đóng gốc. Em không có tiền đóng. Rồi khi nào mình đáo hạn lại? Gia hạn là 2026. 2026. Ừ. Đúng rồi, 8 tháng 3 2026 hả? Ừ. Là cái này là quay khi nào có là trả thôi hả? Cứ đóng lại, đóng lại thôi. Ừ, đóng lại rồi tới gia hạn á, ngân hàng á xuống kêu mình á xuống để trả tiền mình vay á. À. 2026 á, rồi tới cái ngày đó rồi ngân hàng xuống xuống với xã. Cái này là đội trưởng Liên Thang cũng xin phép xã phường ở nơi đây là thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận hôm nay đến giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của em gái, người mà đất lai có tên là Mang Thị Tâm. Thì anh cũng mong rằng là em chia sẻ thiệt tình ha, mình có sao mà nói như vậy. Yeah. Ừ. Để khi mà chia sẻ lên cộng đồng mạng á, là nhân địa phương ở đây họ cũng xem á, là anh cũng không có muốn là bị ảnh hưởng ha. Có sao mình nói vậy, mình chia sẻ thiệt tình ha. Thì sổ sách bằng chứng thì có kìa nha, giấy tờ thì mình xem qua thì cũng em cũng có vay tiền thiệt. Nhưng cái này nếu mà mình đóng một tháng ví dụ như là quay 30 triệu, ví dụ là họ cho mình trả là ví dụ là 3 triệu đi. 3 triệu thì cả cộng cả gốc cả lãi luôn hay là mình đóng lãi không thôi? Ờ, họ nói là mình có mà tiền á, mình đóng gốc thì càng tốt. Nhưng mà thì em không có điều kiện á, nên vì em thì đóng tiền tiền lãi thôi, em không có đóng là đóng gốc. Họ nói ví dụ một tháng mình đóng 500, 1 triệu gì đó cũng được, để mình giảm tiền gốc chứ tiền lãi luôn. À. Ừ, nhưng mà thì đối với em thì bản thân em thì em không có khả năng á, thì em chỉ đóng tiền lãi không thôi. Đội trưởng Liên Thang đã kiểm tra xong rồi cả nhà. Em quay 30 triệu năm 2021, hiện nay 2024 thì được 3 năm rồi ha. Ừ. Rồi anh gửi lại em ha. Bây giờ anh nói với em như thế này, thì cô chú An Nguyễn ở bên Mỹ muốn hỗ trợ giúp đỡ cho em có một số tiền để trả nợ ngân hàng. Ừ. Một cái số tiền rất là lớn. Thì cô chú cũng có tham khảo với anh như thế này, thì anh sẽ trực tiếp đi xuống trả tiền ngân hàng cho em. Dạ. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật, cả nhà, hôm nay đội trưởng Liên Thang rất là bận nhiều công việc, mà tháng mưa nữa cũng tranh thủ sớm nữa đi quay giúp đỡ những cái hoàn cảnh, đi tìm những cái hoàn cảnh ở trên núi. Hôm nay dành một chút xíu thời gian ra để lên trên đây, cái tuyến đường rất là xa xôi cả nhà, lên trên đây để giải ngân số tiền của cô chú cũng khá là lâu rồi. Đội trưởng Liên Thang cũng giữ số tiền của cô chú cũng được 10 ngày rồi cả nhà. Thì cô chú cũng chờ đợi đội trưởng Liên Thang, nên là đội trưởng Liên Thang hôm nay quyết định là lên đây để giải ngân số tiền của cô chú. Thì ước mơ có tiền để trả tiền ngân hàng. Dạ. Khi mà trả tiền ngân hàng rồi thì cuộc sống của mình nó sẽ ổn định, là mình không có suy nghĩ tới cái số tiền mà mình nợ ngân hàng nữa. Dạ. Có tháng thì mình sẽ đỡ được một phần, không phải trả lãi ha. Em có cái mong muốn ước mơ như thế nào em có thể là nói chia sẻ với cô chú An Nguyễn không ạ, để cho cô chú An Nguyễn yêu thương hoàn cảnh của em. Dạ, em trước tiên thì em cảm ơn cô An Nguyễn hả? Cô chú An Nguyễn, con rất là cảm ơn. Con cái này con nói chia sẻ thật lòng, con không biết nói gì hết. Cô chú giúp đỡ con thì giống như là con mang nợ của chú, chứ cả đời con thì con không có tiền nào mà trả được cái số tiền đó được. Cô chú yêu thương con, giúp đỡ con thì cũng giống như là cuộc đời con giống là mang nợ của chú vậy. Thì con không có gì, con chúc cô chú có sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, thành công. Dạ, dạ xin hết. Dạ. Ừ. Thì em chỉ mong muốn là có sức khỏe thôi, em cũng không có ước mơ là cái gì hết. Thì lúc trước thì em có suy nghĩ là mình làm sao để mà trả tiền ngân hàng á,
mình có suy nghĩ như vậy không ạ? Còn về bản thân em thì em cũng không có ước mơ cái gì hết. Dạ. Cái này em nói thật lòng, chia sẻ thật. Thì cả nhà mình ngồi chia sẻ với em nãy giờ thì chia sẻ cái câu chuyện gia đình hoàn cảnh của em thì cả nhà mình cũng đã hiểu rồi. Thì cũng mong rằng là ông bà cô chú anh chị mình thông quân trong nước và ngoài nước và ông bà cô chú anh chị khán giả đồng cảm cùng với đôi chân lang thang và mạnh thường quân cô chú an nghỉ ở Mỹ giúp đỡ cho cái hoàn cảnh của em. Thì con cũng xin phép cô chú An Nguyễn ở Mỹ như thế này. Hôm nay là chủ nhật thì xã phường họ không có làm việc, cũng muốn là xuống dưới đó để trả nợ cho em trực tiếp, trả nợ cho em luôn. Nhưng mà đôi chân lang thang cảm nhận được là em gái là chia sẻ thiệt tình, mình cảm nhận được. Thì con xin phép là gửi cái số tiền mặt cô chú An Nguyễn ở Mỹ giúp đỡ cho em. Thì anh cũng mong rằng là khi mà em nhận được tiền của cô chú giúp đỡ cho em thì em sẽ, ngày mai thứ hai em sẽ xuống trả nợ ngân hàng. Em có hứa không? Nếu mà được á thì em muốn mấy anh với em xuống ngân hàng luôn. Em mong muốn là như vậy. Theo anh biết là cái mình xuống xã chứ không phải là xuống ngân hàng. Nhưng xuống cái này là mình xuống trực tiếp ngân hàng cũng được, tại vì em hỏi cái chị phụ nữ á, cái chị mà đi thu tiền lãi á, thì cái chị đó thì nhưng mà em nghĩ là chắc cái chị đó phải đi theo luôn Đúng rồi. cái chị đi lấy thu tiền lãi á, thì cái đó thì em suy nghĩ như vậy, mong muốn như vậy thôi. Còn thì anh sao thì chắc Em có rành anh về cái sổ này không? Khi mà vay vốn họ có hướng dẫn cho mình có rành về, nếu mà mình khi mà mình ký kết hợp đồng, mình kết thúc hợp đồng là mình trả đủ số tiền đó, có phát sinh cái số tiền tiền nào đúng không? Để anh hướng dẫn cho em nè. Tại hôm nay chủ nhật ngân hàng cũng không làm việc. Cái thứ nhất em liên hệ với cái người hội phụ nữ đó, cái người mà cho em vay vốn nè, là hướng dẫn cho em kết thúc hợp đồng để em trả hết cái số tiền. Có phát sinh thêm phí không? Đó là trả hết, là cái chị đó sẽ hướng dẫn cho em. Hướng mình làm cái này á cả nhà thì cũng phải mất hết là 1 ngày đến 2 ngày hoặc là 3 ngày mới xong. Thì cái này anh không có thời gian, anh sẽ được trực tiếp tiền của cô chú giúp đỡ cho em luôn, là em tự em trả rồi xong em lấy cái phiếu mà trả nợ giờ á, là mai mốt anh ghi lại, anh ghi lại đây, anh sẽ chụp cái phiếu đó anh gửi cho cô chú xem. Chắc em sẽ liên hệ với cái chị phụ nữ á, Đúng rồi, đúng rồi, chị đó rành am hiểu về cái đó hơn, đúng còn rồi. em thì không có hiểu biết về cái đó. Nếu mà được thì chắc ngày mai em xuống em với cái chị đó, chị Hiền, chị đó là đây là Mai Thị Hiền. Kêu chị hướng dẫn ha. Thì hôm nay anh đến đây thì anh cũng có mang vác những cái món quà tình thương, thì anh sẽ tặng quà cho gia đình em và gửi tiền cho em, rồi anh cũng sẽ xếp ra đi ha. À, cả nhà mình hôm nay đi chuyên lên thang đến đây thì cũng như thường lệ, mỗi lần đi chia sẻ hoàn cảnh yêu thương giúp đỡ cho bà con người đồng bào đất Tây miền núi thì cũng có mang vác những cái món quà tình thương cũng như là một cái thói quen. Thì hoàn cảnh của em thì chia sẻ cho cả nhà mình hiểu thêm là em cũng rất là khó khăn trong cuộc sống, em có 3 người con nhỏ, chồng thì đi làm xa. Ngồi tâm sự chia sẻ thì thấy em cũng xúc động, cũng tủi thân nghe nhà khóc. Thì hôm nay là anh có mang theo là 2 bao gạo là 50 kg ha, anh cho em để em để dành mình sử dụng ha. Mong rằng những ngày sắp tới là gia đình em là được cô chú anh chị giúp đỡ nè, rồi có những cái món quà tình thương ha, sẽ giúp cho những ngày sắp tới là có những cái bữa ăn ngon hơn và trong cuộc sống là sẽ tốt hơn ha. Rồi anh tặng cho em là 4 kg cá cơm khô nha, cái này là cá chích, 2 kg cá cơm để dành chi cho chị em với lại mẹ ha. Mẹ em ở gần đây không? Ở kết bên À rồi chia như thế cho gia đình ha, rồi em để qua đó đi. Nhà em cũng đông người cả nhà, lần đi lần khó, lần tặng cũng lần khó, thì tặng cho em số nhiều để cho em dự trữ. Tặng cho em là 4 chai nước mắm ha, thì chia sẻ cho mẹ già ha. Ba em còn sống không? Dạ con. À ba ba mẹ em năm nay nhiêu tuổi rồi? Mẹ em là 62 tuổi. À, 62 tuổi rồi. Tặng cho em mấy chai nước tương ha,
À, mắm này là của cô Nhi ở Bình Thuận. Em gửi lời cảm ơn cô Nhi đi. Dạ. Con cảm ơn cô Nhi. Con cảm ơn cô Nhi ở Bình Thuận. Dạ, đã tặng nước mắm. Đã tặng nước mắm cho con. Ừ. Con cảm ơn. Đây là 4 chai nước tương xì dầu của sư cô. Rồi cảm ơn sư cô đi em. Dạ, con cảm ơn sư cô đã tặng cho con nước tương. Dạ. Và đây là kho quẹt. Đây là nước tương kho quẹt cũng cũ sư cô luôn, cái này làm chín rồi. Dạ. Muốn ngon thì hâm nóng lại ha. Dạ. Mình quẹt rau củ quả đó mình ăn. Dạ, cảm ơn sư cô. Và đây là hai cái gói của sư cô. Hai cái gói mới ha. Của sư cô luôn đó. Con cảm ơn sư cô. Đây là có một cái mền lớn, một cái mền nhỏ ha. Tặng cho em. Để dành. Dạ. Thôi tặng cho mẹ vàng cái ha. Dạ. Và 4 hộp khẩu trang thì cũng chia ra hướng dẫn cho gia đình sử dụng ha. Có đi nhặt con bò hay chặt củi đeo mình ngăn ngừa bệnh. Dạ. Dạ, tới phần thì trao tiền nha cả nhà, giải ngân số tiền của cô chú An Nguyễn ở Mỹ giúp đỡ cho hoàn cảnh của em. Em tên gì anh quên rồi. Tên em Tâm. Tên là Mai Thị Tâm. À. Rồi em nhận tiền và gửi một lời cảm ơn đến cô chú nha. Dạ. Thì cô chú gửi tặng cho gia đình của em gái là 1.700 đô nha cả nhà. Thì đưa cho Linh Hang đổi ra 1 đô, 100 đô là đổi ra 2.500.000 nha cả nhà, 2.300.000. Nhưng mà cái số tiền mà số tiền lẻ là đưa cho Linh Hang á, là muốn rõ ràng là đưa cho Linh Hang muốn nói với Mạnh Thường Quân là mình lấy cái số tiền đó mình cho cái người mà giao tiền cho mình đó cả nhà, là họ đủ xăng. Tại vì khi mà họ giao tiền cho mình á, là họ điện thoại cho mình để mình hẹn cái chỗ đó, cái chỗ nào mà nó thuận lợi đó là mình gặp họ, họ chạy tới chạy lui, có khi mình hẹn họ 2-3 ngày mình mới nhận đó, là mình cái số mình lấy cái số tiền lẻ đó mình cho cái người đó để cho họ đủ xăng uống nước và cạc điện thoại họ gọi cho mình đó cả nhà. 1.700 đô cả nhà, 1.700 đô tôi chưa thang nhân ra và tổng cộng hết là 42.500.000. 42.500.000 tôi chưa thang lấy 42.500.000. Quà thì tôi chưa thang mua 2 bao gạo với lại 4 ký cá, là có số tiền là 1.400.000 nha cả nhà. Tôi chưa thang sẽ lấy 42 triệu trừ ra 1.400.000 thì còn lại 41.100.000. 41.100.000 là cái số tiền rất là lớn. Dạ. Đối với bản thân anh cũng rất là lớn. Dạ. Ha. Thì 30 triệu là trả nợ ngân hàng. Dạ. Còn dư lại 11.100.000 thì em sẽ để dành đó mình thiếu thốn cái gì đó trong căn nhà của mình, hoặc là mình để dành có khi mà ốm đau bệnh tật. Dạ. Ha. Hay là mua gà về nuôi để kiếm cái vốn sau này cũng được. Dạ. Nhớ là trả tiền ngân hàng, ngày mai mốt anh quay lại phải có cái phiếu cho anh nha. Dạ. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, 9 triệu, 10 triệu, 11 triệu, 12 triệu, 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 2, 4, 6, 8, 10, 40, 41 triệu, 2, 4, 6, 8, 10, 41 triệu, 100 ngàn. Số tiền mà đếm mà rung tay luôn cả nhà. Em có quá bất ngờ không? Khi mà
được mạnh thường quân gieo duyên hỗ trợ không? Cảm xúc em hiện tại bây giờ như thế nào? Em rất là vui. Cái cô mà tặng tiền ai cho em là cái cô gì vậy? Anh nói tên là đi để em cảm Cô ơn anh. chú An Nguyễn ở Mỹ. Dạ, con cảm ơn cô chú An Nguyễn đã hỗ trợ cho con để con có tiền trả cho ngân hàng. Con xin thật lòng, xin từ cái tâm của con ra, con cảm ơn. Dạ, chứ con nghĩ cả đời con không có mà trả được nổi ngân hàng. Dạ, con thực sự cảm ơn. Con chúc cho cô thật nhiều sức khỏe, thành công. Dạ, mong ước con là chỉ có là ví dụ con mang nợ của chú thì để cho chú, bên con là đạo, chú tạ ơn cho cô chú có sức khỏe. Dạ Rồi mừng ha. dạ Có tiền thì mình trả nợ thì không biết là cả nhà cảm nhận cảm nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với bản thân là trên lang thang là số tiền rất là lớn. Tại vì người đồng bào đất này họ làm lũ cực khổ, nhặt con bò rồi họ chặt củi sống nhờ rừng núi. Thì ngày xưa do ông bà ngày xưa người đồng bào đất này là như vậy cả nhà. Phong tục của người đồng bào đó mình không nắm bắt nhiều, thì trên lang thang cảm nhận được. Mong rằng là cả nhà cũng thông đồng cảm yêu thương. Vui ha, vui là mình vỗ tay một cái cho nó lấy không khí vui vẻ ha. Vỗ tay một cái. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Để cả nhà mình trước tiên thì Đi Chương Lê Thang xin gửi lời cảm ơn đến cô chú An Nguyễn ở Mỹ rất là nhiều. Con không thay mặt cho em gái chúc cho cô chú và gia đình có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Và người thứ hai Đi Chương Lê Thang muốn gửi lời cảm ơn đó là sư cô và các Mạnh Thường Quân, cô Nhi tặng mền chiếu, mền mùng chứ, mền gối, nước mắm, nước tương. Và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến em gà lang thang đã gieo duyên cho Đôi Chân Lang Thang đến hỗ trợ giúp đỡ cho hoàn cảnh của em. Trước khi ra về, Đôi Chân Lang Thang cũng muốn là quay sơ cái một vòng cái ngôi nhà của em cho cả nhà mình hiểu thêm. Thì ngôi nhà của em thì nhìn bằng tôn thì nhà tiền chế cả nhà, cũng như những cái ngôi nhà mà Đôi Chân Lang Thang và cô chú chị mình thường quân tặng cho người đồng bào khoai miền núi. Thì ngôi nhà của em không có gì gọi là giá trị cả nhà, thường thường là mình đi vào trong cái hướng phòng này là phòng khách đó, thì phải nhìn thấy ghế hoặc là tivi hoặc là tủ lạnh gì đó. Nhưng mà nhà em thì có cái bếp ở trước nè, bếp nấu trước nhà luôn, phòng khách luôn. Rồi bây giờ em dắt anh đi vòng vô bên trong cho quay cho cô chú anh chị. Dạ. Không có cái món đồ nào gọi là giá trị cả cả nhà. Thì con cái của em đây có cái cưới ship nè, như là con của em học không giỏi cả nhà, có bằng khen đó. Thì có điện nha cả nhà, nhà em thì ở dưới làng thì có điện, không có nhà bếp. Nhà tắm á. Cả nhà mình chắc có lẽ là Đôi Chân Lang Thang xin phép rời đi cả nhà, để cho gia đình của em ăn cơm trưa nghỉ ngơi nữa. Em một lần nữa Đôi Chân Lang Thang và em gái xin gửi lời cảm ơn đến cô chú An Nguyễn Mạnh Thường Quân ở Mỹ rất là nhiều, chúc cho cô chú có thật là nhiều sức khỏe. Anh chúc cho em và các cháu có thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mong rằng là mình trả nợ rồi thì mình cố gắng ha, cải thiện Dạ. cuộc sống sau này đỡ cho con cái nữa ha. Dạ. Rồi em có muốn nói thêm một lời gì nữa không? Em cảm ơn những mạnh thường quân hỗ trợ cho em. Thì nói chung thì em cũng không có rành tiếng kinh cho lắm. Thì em nói thì nói bằng theo bằng cảm xúc mình thôi. Thì em có sao thì em nói vậy thôi. Thì nói chung là em rất là cảm ơn đã hỗ trợ cho em nước mắm, tương, mùng mền, rồi gạo. Thì em không có cái gì hết. Thì nói chung là em cảm ơn bằng cái tấm lòng của em. Thì chúc cho mấy cô, mấy chú, mấy chị có sức khỏe để mình còn làm những điều tốt đẹp trong cái xã hội, thì giúp cho những hoàn cảnh mà còn khó khăn hơn em nữa. Em nghĩ là như vậy. Hay quá, em nói chuyện rất là hay luôn nha, rất là thiện cảm. Trước em có đi học không? Học lớp mấy nhỉ? Em học lớp 5. Học lớp 5 hả? Dạ. Em nói chuyện nghe rất là hay và ý nghĩa luôn cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, chắc có lẽ là anh xin phép là đi ha. Mong rằng cô chú An Nguyễn hài lòng mình giúp đúng hoàn cảnh cả nhà, gặp nhau cũng là một cái duyên. Thì
Cảm ơn cô chú rất là nhiều, cảm ơn sư cô, cảm ơn cô Nhi, cảm ơn khán giả đã luôn dành thời gian quý báu xem video ủng hộ để chương trình cho con đường thiện nguyện. Khép lại video và chào tạm biệt khán giả.